Sáng ngày 17 tháng 9, sau khi dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc ASEAN, CAE Expo và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN KBIS lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai trương khu gian hàng thương mại của Việt Nam tại hội chợ. Tại hội chợ, Việt Nam tiếp tục là nước tham gia có quy mô lớn nhất ASEAN với khoảng 200 gian hàng trên diện tích gần 5.000 m². Nhiều sản phẩm hàng hóa Việt Nam chất lượng cao được giới thiệu, thu hút khách tham quan, mua sắm như Vinamilk, TH True Milk, Thái Dương, Cà phê Trung Nguyên, giày dép Bình Tiên, thực phẩm Vĩnh Tiến, nông sản thực phẩm Vĩnh Hiệp. Thủ tướng cho rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, núi liền núi, sông liền sông, Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp, là nền tảng quan trọng để hợp tác trao đổi thương mại. Thủ tướng mong muốn với ưu thế gần gũi địa lý, Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng giữa ASEAN và Trung Quốc.